phước báo xin được chọn. Toàn thể quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tỷ lệ may mắn. Và ngay bây giờ, hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào người dẫn đường và kẻ gây rối. Xin mời. Đây rồi. Như Long. Ủa? Vui gì vậy ta? Giới thiệu lại đúng không? Xong chưa? Dạ rồi. Trời ơi, bất ổn quá thưa quý vị. Và một lần nữa, hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để cùng đón chào người dẫn đường và kẻ gây rối. Anh tưởng chưa quay anh mới lập đứng dẫn giỡn ở trong anh kêu bị hết hồn. Cái gì mà anh cột áo này còn mang dép phong đang giỡn đang giỡn đang giỡn sao á giỡn cái này mới đúng nè, cái này mới đúng là cấu hình tốt nè. Tươi xanh dễ thương. Nhưng mà nãy giờ mình làm gì tới giờ lên sóng rồi mình còn bị luống cuốn vậy? Mình đang chuẩn bị cái gì bên trong? Dạ tại biết sao hôm nay muốn thay đổi hình tượng á. Với lại hồi nãy bé Lộc đứng kế bên cái ổ điện á, tôi tưởng là dây cắm không á. Tôi bị thắc mắc một chút xíu nhưng mà nhìn rất là hay. Vẫn còn như cũ nha, tâm lý vẫn còn như cũ. Hôm nay đừng có bắt em nói nhiều. Em hôm nay em cấu hình em mới rồi, em chỉ cười thôi, đừng bắt em nói, hiểu không? Ủa em có lộn chương trình không? Mình hả? Tới đây là để nói mà. Ủa vậy hả? Mình ngồi trong đó để nói gạt người ta mà. Tại biết sao mình nói ra cái nhiều cái mình trở thành kẻ gây rối á, cái xấu cái hình ảnh này. Em nhờ anh cái nha, nắm tay Lộc, dắt Lộc về chỗ giùm em cái. Không, em tự đi được, em là có phép thuật. Phép thuật Queen. Phép thuật Queen, biến hình. Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ đội chơi đầu tiên. Dạ, em chào anh Bảo, chào chị Lộc, chào anh Phi. Em tên là Thái Khang, em 20 tuổi, hiện tại thì em đang là sinh viên. Dạ, yeah. Con bạn ạ. Dạ, em chào anh em Si Bảo. Em chào anh Hoàng Phi. Dạ, em chào chị Lộc. Dạ, hiện em tên là Võ Bảo Linh. Dạ, em đang là sinh viên luôn ạ. Rồi, và chúng ta đã nghĩ ra được cái tên cho đội của mình chưa? Em quyết định lấy một cái tên đó là Trang Khờ Quỷ Chuối Chung. Ủa? Dạ, em chọn cái tên là Chàng Khờ Thủy Chung tại vì em thì Thủy Chung. Còn em khờ. Ủa mà em ơi, là hai em muốn thắng. Hai em muốn dạ, muốn thắng nhưng mà muốn chinh phục bằng cái gì mình có. Dạ. Anh chỉ muốn nhắc cho tụi em một chút xíu. Thật ra cái phần mà chọn tên đội nhìn nó có vẻ rất là đơn giản nhưng mà nó quyết định tới cái phần thắng bại của chúng ta. Có rất nhiều đội tới đây kiến thức đầy đủ, tinh thần rất tốt, đặt cái tên sai nó vận vô đội thua luôn. Đó, cái này là nghiêm túc. Vậy thì tụi em quyết định lấy một cái tên nó quyết thắng hơn. Quyết thắng hơn. Đó là Mãi Cháy. Mãi Cháy. Vỗ tay. Xin mời các bạn về vị trí. Và bây giờ để xem đối thủ của Mãi Cháy là ai, xin mời đội chơi thứ hai. Wow. Em xin chào MC Quốc Bảo, anh Hoàng Phi và chị Lê Lộc. Em tên là Tiến Hải, hiện tại em là sinh viên. Còn dạ. Em? Em xin chào anh Quốc Bảo, chị Lê Lộc và anh Hoàng Phi. Và xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Thu Quỳnh và đang là sinh viên năm 2. Và cho tôi hỏi là cũng như là cái tên đội của mình đã chuẩn bị là gì? Thì tên đội của em ngày hôm nay là Mãi Thắng. Mãi Thắng. Một bên là Mãi Cháy, một bên là Mãi Thắng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu đầu tiên. Giá trị giải thưởng 2 triệu đồng. Xin mời. Xin chào mừng quý vị đã cùng đến với chương trình Tỷ lệ may mắn. Ngay bây giờ hãy cùng đến ngay với câu đầu tiên. Địa điểm Việt Nam nào lọt vào top đường biên giới tự nhiên đẹp nhất thế giới theo công bố của tờ SCMP? A là A Pa Chải và B là thác Bản Dốc. Nói chung là hai đêm đi du lịch cũng nhiều. Em biết cái A Pa Chải. Đội Mãi Cháy thì sao ạ? Dạ, theo em thì top đường biên giới tự nhiên thì em nghĩ là nó sẽ thuộc về A Pa Chải tại vì em nghe nó rất là quen, hình như là cái địa điểm này nó nằm ở đâu ở vùng giáp với Lào á, là vùng Tây Bắc ở phía trên. Chắc là em sẽ chọn đáp án A Pa Chải. Thì nãy giờ nghe hai đội chia sẻ thì mình thấy là hai đội nghiêng về đáp án A nhiều hơn đúng không ạ? Nhưng mà đáp án B nó còn một cái điều rất là thú vị. Giữa cái đường biên giới, cái thác Bản Dốc này là cái thác nằm giữa đường biên giới Việt và Trung.
phần mà biên giới bên Việt á chia thành hai phần. Phần chính á là một cái thác thấp thôi, không cao lắm, nhưng mà ở riêng cái thác này là những cái mô đất rất là lớn, nó tạo thành những cái gờn thác và có nước chảy xuống rất là đẹp. Và đây là cái phần chính, còn cái phần phụ là cũng là một cái thác thẳng đứng xuống luôn, cái thác từ trên cao nước chảy xuống luôn, và cái độ nước từ trên đây lớn hơn và cao hơn. Giữa các cái con thác mà chảy xuống như vậy thì nó có những cái tảng đá vôi xen ngang vô, tạo thành ba cái nhánh nước mà cùng chảy xuống như vậy. Và cái thác này là nối dài với lại cái con sông Quay Sơn, là con sông mà gắn liền với thung lũng Phong Nậm, là thung lũng đẹp nhất ở Cao Bằng. Nên thành ra là Lê Lộc nghĩ là cái xác suất tỷ lệ phần trăm sẽ cao hơn ở đáp án B. Cao là cao khoảng nhiêu nè? Dạ tầm 90% ạ. Dữ dằn ạ. À, còn anh Hoàng Phi thì sao ạ? Thác Bản Dốc chỉ là cái đường biên giới của Việt Nam và Trung Quốc, nhưng A Ba Chải nằm ở cái điểm cực Tây của Việt Nam, nó là điểm tiếp giáp của biên giới ba nước Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Nếu mà so về cảnh quan thì nó sẽ không bằng thác Bản Dốc, nhưng nếu để so về top đường biên giới tự nhiên đẹp nhất thì anh nghĩ A Ba Chải có lợi thế hơn. Đứng trên cái điểm đó chúng ta có thể thấy được cảnh quan của cả Lào nè, của cả Trung Quốc nè và cả Việt Nam, và đó đang là cái lợi thế lớn cho A Ba Chải trong cái câu này, cho nên anh nghĩ là anh sẽ dành cho A Ba Chải 95%. Yeah, và chúng ta sẽ có 10 giây để mà suy nghĩ và chốt đáp án bằng nút bấm. 10 giây cho hai đội bắt đầu. Hết giờ. Các bạn đã lựa chọn đáp án là cái thác Bản Dốc này là cái thác nằm giữa đường biên giới Việt và Trung. Nhưng A Ba Chải nằm ở cái điểm cực Tây của Việt Nam, nó là điểm tiếp giáp của biên giới ba nước Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Wow. B và A. Đội Mãi Cháy của chúng ta đã lựa chọn đáp án A Pa Chải khi tin theo anh Hoàng Phi. Còn đáp án B của đội Mãi Thắng, tại sao mình lại lựa chọn và chốt đáp án B Hải thì nghiêng về đáp án A hơn, còn em là chọn đáp án B sẵn rồi. Sao vậy? Mà đã là tự nhiên mà đẹp nhất thế giới thì chỉ có thác thôi. Hợp em lý. Chắc chắn đến 95%, nhưng mà đồng đội em thì câu A, nhưng mà bạn ấy nhường em nên em chọn B. Và ngay bây giờ 2 triệu đồng sẽ thuộc về Mãi Cháy hay Mãi Thắng, xin mời. Và đây là một câu trả lời sẽ được công bố đáp án bằng hình ảnh. Xin được mời tất cả mọi người sẽ cùng hướng mắt về màn hình để chuẩn bị đến với kết quả. Đáp án của chúng ta đó chính là... Yeah, và đó chính là thác Bản Dốc. Trời ơi, giọng cười quen thuộc của Lê Lộc khi mà đã quá hả dạ hay sao vậy? Cười quá cười à. Chúc mừng cho đội Mãi Thắng đã nhận về cho mình 2 triệu đồng. Hai chàng trai Gen Z còn lại với cái niềm đam mê du lịch đã đi theo hướng dẫn viên Hoàng Phi. Và ở trong câu này rất là tiếc đội mình không có tiền thưởng. Sau cái lượt này thì chúng ta đã tìm ra được người dẫn đường, diễn viên Lê Lộc. Trời ơi, mới câu đầu tiên thôi mà đã có người dẫn các bạn đi lạc rồi. Đó chính là kẻ gây rối Hoàng Phi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu thứ hai. Điện từ còn thiếu vào chỗ trống. Gương không có thủy gương mờ, thuyền không có lái chấm chấm giữa dòng. A. London. B. Lững lờ. Và C. là dạt trôi. Theo Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin năm 2001, những cái câu liên quan đến ca dao tục ngữ thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái dị bản. Đáp án được cho là đáp án đúng sẽ giống từng câu, từng chữ với đáp án mà chương trình đưa ra nhé. Tại vì hồi cấp 3 là em chuyên về tự nhiên, nên môn văn thì em cũng không có giỏi lắm. Nên câu này thì Hải có giỏi không ạ? Hải à? Hải giỏi môn gì à? Không có giấu nha, chứ em mới là chuyên văn. Cái gì? Em học chuyên văn. Bây giờ em phân tích câu này cho em. Cảm ơn em, mời em. Gương không có thủy gương mờ, thuyền không có lái thì dạt trôi chứ sao mà lững lờ được. Tôi lại thấy bất đồng rồi. Tôi là cảm thấy lững lờ nó hợp lý hơn. Lững lờ đúng không? Lững lờ. Nhưng mà bạn phải tin tôi chuyên văn mà. Chuyên văn đúng rồi, nhưng mà quan trọng thì mình đợi ban cố vấn đi.
Vậy thôi thì hai bạn cứ tin nhau đi. Mình có chuyên văn chứng minh đây không ạ? Em thì em thấy hai bạn đó nói chất quốc. Trời ơi, em cái câu đầu tiên mình mới chất quốc á. Em sẽ gỡ lại. Đúng, tinh thần phải là như vậy. Em nghĩ chắc ăn luôn là câu C. Tại vì sao? Thuyền không có lái thì dạt trôi, sóng đánh tới đâu là trôi tới đó. Chết sao mà lững lơ, lững lơ là một chỗ, lên đên là một chỗ. Nó phải trôi đi, trôi đi, trôi đi. Nó mênh mông, phải nó dạt trôi đi. Hai bạn đang rất là trôi, hai bạn phải chọn câu C. Ủa? Không, hai bạn chọn những gì hai bạn nghĩ, còn chúng tôi chọn câu C. Wow, cái chiến thuật này nó cũng hơi dạt trôi ha. Và anh Hoàng Phi, xin lỗi các bạn vì câu đầu tôi phải vì trách nhiệm mà gạt các bạn. Bây giờ mình sẽ phân tích ha. Gương không có thủy, gương mờ. Thủy ở đây là cái chén thủy, cái gương soi mà không có cái chén thủy thì sẽ không có soi được cái mặt. Và nó họ so sánh với là thuyền không có lái thì cái gì giữa dòng đây? Anh đang phân vân giữa lên đên và dạt trôi. Nhưng anh nghĩ là anh không chọn dạt trôi. Cái việc mà có cái lái để làm gì? Để lái cái thuyền nó vô bờ, để đưa người ta vô bờ và lên bờ. Còn nếu mà không có lái mà được dạt trôi vô bờ thì nó khỏe quá rồi. Cái sự lên đên không biết đi về đâu mới là cái câu đúng cho cái vế trên. Thuyền mà cứ lên đên hoài, không có bờ, không có bến, không biết tấp vô đâu thì nó mông lung, nó cũng giống như cái kiến mà không xài được. Cho nên cái thuyền mà không biết đậu vô đâu thì nó cũng giống như vậy. Cho nên anh nghĩ là cái chữ lên đên nó sẽ phù hợp với cái câu này hơn theo ý của anh. Anh nghĩ là A, anh sẽ dành cho nó 90%. 90% cho từ London. Còn Lê Lộc, đầu tiên là Lê Lộc sẽ đồng quan điểm với bạn nữ của đội Mãi Thắng. Lê Lộc cũng chọn cho mình đáp án B. Cái cơ bản của nguyên tắc phần 6-8 là cái phần cuối của câu đầu sẽ gieo với cái phần 6 của câu thứ hai. Thì ở đây rõ ràng là nhìn vô sẽ thấy luôn là cái đáp án B là sẽ gieo phần với lại câu đầu tiên rồi. Nên thành ra là Lê Lộc sẽ phần trăm dành cho đáp án B nhiều hơn. Thì muốn lên đên hay muốn trôi dạt hay là muốn cái gì đi cái, nhưng mà cũng phải dựa đến cái nguyên tắc cơ bản của cái cách đặt câu. Thì ở đây Lê Lộc sẽ dành phần trăm nhiều hơn cho đáp án B. Đó là 95%. 95% cho lững lờ. Và ngay bây giờ 10 giây bắt đầu. Các bạn đã lựa chọn đáp án là cái sự lên đên không biết đi về đâu mới là cái câu đúng cho cái vế trên. Rõ ràng là nhìn vô sẽ thấy luôn là cái đáp án B là sẽ gieo phần với lại câu đầu tiên rồi. Thì muốn lên đên hay muốn trôi dạt hay là muốn cái gì đi cái, nhưng mà cũng phải dựa đến cái nguyên tắc cơ bản của cái cách đặt câu. Lại khác nhau rồi. Hay đây, hay đây. Và ngay bây giờ đáp án của câu hỏi thứ hai sẽ là đâu mới là đáp án chính xác. Chúng ta sẽ cùng nhau biết sau ít phút quảng cáo. Quý vị đừng đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thôi. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tỷ lệ may mắn. Và chúng ta đang có mặt tại câu hỏi thứ hai. Hai đội chơi đã có hai đáp án hoàn toàn khác nhau. Một bên là A, một bên là B. Và đáp án của chương trình với câu hỏi điện từ còn thiếu vào chỗ trống. Gương không có thủy, gương mờ. Thuyền không có lái, chấm chấm giữa dòng. Vậy thì từ còn thiếu là lênh đênh, lững lờ hay dạt trôi? Hãy cùng đến với đáp án của chương trình. A hay B? Ủa, em chuyên văn mà. Vì em chuyên văn cho nên cái ống nó mới văn ra đó. Vâng à, và đáp án chính xác đó chính là lững lờ. 4 triệu đồng thuộc về Mãi Cháy, chúc mừng. Trong câu hỏi vừa rồi, chúng ta đã tìm ra được người dẫn đường một lần nữa lại là Lê Lộc. Và kẻ gây rối lên đên giữa dòng, đó chính là Duy Hoàng Phi. Chúc mừng các bạn Mãi Cháy. Em có muốn nói gì với đồng đội của mình không ạ?
Nói chung là em cảm ơn anh chia buồn với hai bạn bên đó. Cái câu hỏi này quá dễ, hồi nãy giờ tôi vẽ mấy người thôi chứ tôi không biết câu đó là câu câu sao bị bắn. Yên tâm, chúng ta còn 3 câu nữa để đổi pháo hoạt động. Cùng đến với câu hỏi thứ 3. Hệ thống lưu trữ năng lượng lớn nhất Đông Nam Á được đặt tại quốc gia nào? A. Thái Lan, B. Singapore, C. Indonesia và D. Philippines. Em nghĩ là Philippines ở Đông Nam Á thì nó sẽ khá ok. Thái Lan thì em chắc là không phải, cho nên là chỉ còn B, C và D. Thì em nghĩ Singapore thì là một nước mà rất là yêu chuộng môi trường, nên là cũng không có lưu trữ năng lượng làm gì đâu, chắc cũng có để xài rồi. Nên là em chốt luôn đáp án D. Đó chính là suy luận và cái xác suất mà các bạn đang đưa ra gần nhất với lựa chọn của mình. Còn Mãi Thắng, ngay khi mà em nghe được câu hỏi xong á thì em chọn Singapore liền. Singapore liền. Tại vì Singapore thì nó xài rất là nhiều năng lượng sạch, rồi môi trường cũng sạch, cho nên là cái hệ thống lưu trữ năng lượng thì cần thiết, chắc chắn là nó sẽ ở Singapore. Và nếu mà đưa ra xác suất thì bây giờ tụi em đang có khoảng bao nhiêu phần trăm xác suất rồi? Nếu mà đưa ra xác suất thì em sẽ gợi ý cho anh Hoàng Phi và chị Lê Lộc 95% xác suất. Trời ơi, gửi tôi nhẹ. Tôi theo. Anh theo không? Tôi theo mà. Tôi cũng chọn đáp án đó à. Nhanh vậy, tại sao anh Hoàng Phi? Hả? Thêm 5% xác suất nữa đi. 95% rồi đó. Không, hai tụi tôi là đội chơi mà. Đội chơi mà là bạn cố vấn. Thành sao anh Phi? Hai đội đưa ra những cái ý kiến phải nói là rất hợp lý. Nhưng anh thì anh lại chọn hai đáp án A và D. Philippines thì nằm trong cái vành đai núi lửa. Cái điều đó rất nguy hiểm. Nhưng mà cái điều hay của Philippines đó chính là họ dùng cái nguy hiểm đó và biến thành cái lợi ích. Họ là một trong những quốc gia sử dụng năng lượng địa nhiệt điện. Nhưng về cái hệ thống lưu trữ năng lượng lớn á, anh nghĩ là nó chưa hợp lý. Tại vì không giống như lại điện gió và điện mặt trời. Cái điện địa nhiệt này nó không có bị lệ thuộc vào thời tiết. Có nghĩa là thời tiết như thế nào thì cái nguồn nhiệt đó nó vẫn được ổn định như vậy. Và lúc nào nó cũng sinh ra được năng lượng mà không cần phải có một cái hệ thống lưu trữ năng lượng giống như là những cái năng lượng gió hay là năng lượng mặt trời. À, vấn đề của nó là vậy. Cái trữ lượng nó giống như cục pin dự phòng vậy đó. Khi mà chúng ta có nhiều quá chúng ta sẽ trữ vô đó để khi mà không có khai thác được thì chúng ta lấy cái đó ra chúng ta xài. Thì theo anh, với cái điều đó thì Philippines không có khả năng có cái hệ thống lưu trữ lớn nhất tại vì nó không cần. Anh lại nghiêng về Thái Lan. Và cái điều mà làm cho anh nghĩ là Thái Lan có được cái hệ thống lưu trữ năng lượng lớn nhất đó là Thái Lan sở hữu cái trại năng lượng mặt trời lớn nhất với hơn 144.000 tấm pin mặt trời. Rất lớn, họ sử dụng cái nguồn điện đó cực kỳ lớn. Cho nên cái việc mà có được cái trữ lượng năng lượng mặt trời này thì anh nghĩ Thái Lan đang có lợi thế hơn là Philippines. Cho anh nghĩ là anh sẽ dành cho Thái Lan 90%. 90% cho đáp án Thái Lan, đáp án A cũng khá là cao. Và Lê Lộc. Lê Lộc sẽ dành phần trăm nhiều hơn cho Singapore. Thứ nhất là quốc gia đầu tiên trên thế giới là phủ sóng 5G trên toàn quốc. Và quốc gia đầu tiên gọi là cấm quảng cáo về nước ngọt có đường. Cái yếu tố đó làm cho Lê Lộc nghĩ là Singapore là quốc gia thiên về con người và môi trường. Mục tiêu của họ là đang trên đà để trở thành một cái nước phát triển và thông minh nhất. Thì có thể Singapore sẽ đủ điều kiện để có thể đặt cái hệ thống lưu trữ năng lượng này ở tại quốc gia của mình. Nên phần trăm của Lê Lộc nghiêng về Singapore sẽ nhiều hơn. Đó tầm khoảng 95%. 95% cao hơn xác suất phần trăm đến từ anh Hoàng Phi nữa. 10 giây dành cho các bạn để chốt đáp án. Bắt đầu. Và hết giờ, chúng ta sẽ cùng nhau mở đáp án của cả hai đội. Xin mời! Và cái điều mà làm cho anh nghĩ là Thái Lan có được cái hệ thống lưu trữ năng lượng lớn nhất đó là Thái Lan sở hữu cái trại năng lượng mặt trời lớn nhất với hơn 144.000 tấm pin mặt trời. Singapore là mục tiêu của họ là đang trên đà để trở thành một cái nước phát triển và thông minh nhất. Thì có thể Singapore sẽ đủ điều kiện để có thể đặt cái hệ thống lưu trữ năng lượng này ở tại quốc gia của mình. Đội Mãi Thắng đã lựa chọn Singapore đi du lịch chung với Lê Lộc qua Singapore. Và đáp án A là Thái Lan là của đội Mãi Cháy. Và ngay bây giờ sẽ là đáp án chính xác của câu này. Xin mời! Oh.
B Singapore. Ủa nãy đòi chọn Philippines mà nói Singapore à? Hai bạn có nhắm chơi lại tôi không? Ghê vậy sao? Trời ơi, sinh viên chuyên văn giờ người ta bắt đầu người ta lên mặt rồi đó nha. Và xin được chúc mừng đội Mãi Thắng đã mang về cho mình thêm 8 triệu đồng. Và sau 3 câu hỏi đầu tiên thì đội Mãi Cháy đã mang về cho mình 4 triệu đồng. Và đội Mãi Thắng 10 triệu đồng. Hoàng Phi cứ lừa mãi thôi. Cứ lừa mãi thôi. Có mấy số anh lừa tới 5 câu luôn á. Người dẫn đường đó chính là nữ diễn viên xinh đẹp Lê Lộc. Và kẻ gây rối, chàng trai đến từ Thái Lan á. Diễn viên Hoàng Phi. Trời ơi, cái gì vậy anh Phi? Sao sáng giờ 3 câu anh dắt mọi người lên rừng xuống biển qua Thái Lan đi đâu không vậy? Biên tập, tôi muốn làm người tốt mà. Mọi người nói với tôi là số này tôi được làm người tốt. Chúng tôi cùng đến với câu thứ tư. Danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2022 được trao cho ai? A là cầu thủ Khuất Văn Khang. B là cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng. Thôi hết hồn, tôi Nguyễn Hoàng Phi. C là cầu thủ Phan Tuấn Tài. D là cầu thủ Phạm Tuấn Hải. Và E là cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng. Ở đây không biết là có ai là tín đồ cái bóng đá không à? Nói về em thì cái môn này Em không biết đúng không? Em rành hả? Tí nữa em trả lời đúng cho anh coi. Ghê vậy sao? Chị em ơi, mình đi Thái Lan về chưa? Đội của em có 2 người nhưng mà chỉ sử dụng có 1 cái đầu thôi mọi người. Nên nhưng là... mà nãy giờ cái người mà sử dụng cái đầu mà không chốt đáp án của người đó mà chốt đáp án của người kia thôi. Sự cái đầu của em bỏ. bỏ. Em quyết định là dáng này là em không xài nữa. Em chỉ là búp bê thôi. Em ngồi, em sẽ coi đồng đội em chơi, em cố vấn cho đồng đội em. Nếu mà nhìn vô cái này thì em sẽ nghĩ là câu C, Tuấn Tài. Có tài, phải có tài. Trời phải ơi. Có tài. Trời ơi em ơi, chọn cho cái thế lực gì kỳ dữ vậy. Thôi thì Lê Lộc ơi, yeah. Hãy giúp các bạn đến gần hơn với cái tên cầu thủ trẻ nào có những cái thành tích đặc biệt trong những năm vừa qua đi. Ở cái danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất này thì Lê Lộc biết là chỉ có 3 cầu thủ là vào top đề cử thôi. Đó chính là A. Khuất Văn Khang, B. Nguyễn Phi Hoàng và C là cầu thủ Phan Tuấn Tài. Trong 3 cầu thủ này, trẻ nhất là cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng. Anh ta rất tự tin và anh ta rất có nhiều bàn thắng ở trong các mùa giải. Và ấn tượng nhất là trong một trận đấu anh ta được giao cho một cái cú đá phạt 11m. Và cái cú đá phạt đó giúp cho đội bóng của anh ta thắng trong cái trận bóng đó. Anh cũng gây được sự chú ý. Nhưng đâu thể nói cầu thủ trẻ là phải chọn cái cầu thủ nhỏ tuổi nhất đúng không ạ? Ở đây thì có cầu thủ Phan Tuấn Tài. Cầu thủ này sinh năm 2001, mới 3 tuổi mà đã mê bóng đá rồi. Cộng với cái tố chất ở trong người có nữa, và cộng với môi trường tập luyện chuyên nghiệp, thì anh ta để lại nhiều ấn tượng cho khán giả và người xem. Lê Lộc biết cầu thủ Phan Tuấn Tài có một trận đấu mà mới 17 giây đầu tiên thôi là anh ta sút vào cái trái bóng đầu tiên liền. Và là bàn thắng nhanh nhất. Bàn thắng nhanh nhất của cầu thủ gọi là U23 trong lịch sử của châu Á luôn. Thì chắc chắn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất sẽ là cầu thủ Phan Tuấn Tài. Với bao nhiêu phần trăm? 90% ạ. Còn anh Hoàng Phi? Đầu tiên thì Phi xin được loại đáp án E nè. Về Nguyễn Phi Hoàng, đây cũng là một tài năng trẻ rất xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Nhưng cái độ phủ sóng của Nguyễn Phi Hoàng nó chỉ nằm ở giải V-League thôi. Còn lại hai cái tên đó là Khuất Văn Khang và Phan Tuấn Tài, như Lộc nói. Yeah. Phan Tuấn Tài thì không cần phải nói quá nhiều rồi. Chưa bao giờ mà tôi thấy Phan Tuấn Tài có một cái biểu hiện gì đó chùng bước hết. Lên công về thủ phải nói là cực kỳ xuất sắc. Nhưng điều mà làm cho Phi cảm thấy muốn loại đáp án này ra, đó chính là Phan Tuấn Tài đã nổi tiếng sớm rồi. À, cái giải này tôi nghĩ là nên trao cho một cầu thủ trẻ hơn để làm động lực. Thì cái cú hích này Phi nghĩ nó sẽ phù hợp với Khuất Văn Khang hơn. Khuất Văn Khang là một cầu thủ trẻ đá ở vị trí tiền vệ và được ví von như là một cái đôi vai gồng gánh đội tuyển trẻ của Việt Nam. Với rất nhiều những cái danh hiệu trong hai cái trận mà phải nói là đặc sắc nhất, đó là trận gặp Thái Lan
và một đối thủ rất lớn nữa, đó chính là Hàn Quốc ở độ U23 thôi. Nhưng mà Quốc Văn Khang đã vinh dự nhận được là cầu thủ xuất sắc nhất trận. À, vị trí tiền vệ chi phối cả công và thủ, và chắc chắn cầu thủ này sẽ còn phát triển nữa và sẽ là một trong những cái vị trí chủ chốt của đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Vì tin giải này sẽ dành cho Quốc Văn Khang với 90%. Tháp số phần trăm đang ngang bằng nhau. Và đây sẽ là lúc mà các bạn lựa chọn. Chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục 16 triệu đồng nào. 10 giây bắt đầu. Và hết giờ, chúng ta sẽ cùng mở đáp án của hai đội. Xin mời Phan Tuấn Tài. Mới 3 tuổi mà đã mê bóng đá rồi, cộng với cái tố chất ở trong người có nữa, và cộng với môi trường tập luyện chuyên nghiệp, thì anh ta để lại nhiều ấn tượng cho khán giả và người xem. Ở độ U23 thôi, nhưng mà Quốc Văn Khang đã vinh dự nhận được là cầu thủ xuất sắc nhất trận. À, vị trí tiền vệ chi phối cả công và thủ. A và A. À, cho anh hỏi là tại sao đội Mãi Cháy chúng ta lại lựa chọn đáp án A à? Tại vì em không có ý kiến. Ý kiến là của bạn này. Ồ. Ôi, có vẻ là yên bình, chiến thuật thay đổi rồi ạ. À. Mấy câu rồi. Bây giờ phải trao lại quyền cho một người khác thôi. Tham gia chương trình Tỷ Lệ May Mắn, chúng ta học được rất là nhiều những giá trị. Ví dụ như là biết lắng nghe nhiều hơn, biết hạ cái tôi của mình xuống. Cảm ơn em đã trưởng thành được. Tại sao mình lại lựa chọn đáp án A? Tại vì em thích anh Phi. Vậy vô lý, vô lý. Ồ, nói vậy là em ghét chị hả? À? Không, em không ghét chị, nhưng mà tại vì một phần anh Phi nói quá là đúng. À. Nghe nó êm tai lắm. Vậy chị nói nghe trái tai lắm em. Và bây giờ, danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2022 đã được trao cho ai? Đó đang là một bí mật. Và chúng ta đang cần bật mí. Đáp án chính xác sẽ được biết sau ít phút quảng cáo. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thôi. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại cùng với Tỷ Lệ May Mắn. Chúng ta đã có mặt tại câu hỏi thứ tư. Giá trị tiền thưởng trong câu này là 16 triệu đồng. Với nội dung câu hỏi như sau: danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2022 đã được trao cho ai? Cả hai đội chơi của chúng ta đang rất tin tưởng vào huấn luyện viên Hoàng Phi. Với sự chia sẻ về cầu thủ Quốc Văn Khang. Huấn luyện viên à, trận đấu đang diễn ra, anh nhìn đi đâu vậy? Các bạn cũng đã lỡ chọn rồi. Chúc các bạn thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đáp án A sẽ là đáp án. Đó là cầu thủ Quốc Văn Khang. Chúc mừng. Yeah, và mỗi đội nhận về cho mình 8 triệu đồng. Và xin được cảm ơn người dẫn đường, diễn viên Hoàng Phi. Wow, hay quá. Còn đây là fan girl, fan cuồng bóng đá thôi. Vô sân bóng rồi gây rối chút xíu. Thật ra là Nhường. Ok. Mình sống rồi mình phải cho đi. Thật ra nói nhường thì cũng không phải nữa chị. Là do em là em ở đây em không cự lộn với bạn nên là bạn mới thắng thôi. Ủa hai mình có chung đội không ta? Đội này được cái là mỗi người sẽ có một cái nhiệm vụ khác nhau. Một người là biện luận, nói ra tất cả những ý tưởng, còn một người là chốt. Hay á. Không mà hay á, tinh thần hay á. Có nghĩa là chúng ta không ăn thua với đội bên đây, chúng ta ăn thua với nhau. Teamwork quá rồi đó. Teamwork quá ha. Vâng ạ, và chúc mừng hai đội chúng ta đã tìm ra được kẻ gây rối của câu này, đó chính là diễn viên Lê Lộc ạ. Sau 4 câu, chúng ta đang có giá trị tiền thưởng như sau. Mãi Cháy 12 triệu, chúc mừng. Và Mãi Thắng vẫn đang dẫn trước với giá trị tiền thưởng là 18 triệu. Quý vị thân mến, chỉ chênh lệch 6 triệu đồng mà thôi. Và đây sẽ là cơ hội cuối cùng để quyết định đội nào sẽ là đội chiến thắng chung cuộc. Vì câu hỏi thứ 5 của chúng ta với giá trị tiền thưởng là 32 triệu đồng.
Kỷ lục tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam thuộc về địa phương nào? A là Cao Bằng, B Lạng Sơn, C Lào Cai, D Lai Châu, E Tuyên Quang và F là Hà Giang. Thì cái câu này em sẽ nhường cho bạn em, tại vì nó nằm ngoài cái kiến thức của em. Trời, em nói giống như là em chuẩn bị khẳng định cái gì. Câu này em sẽ nhường cho bạn em. Nếu mà bạn nó nhường cho em rồi thì em cũng... Em nhường cho đội bạn luôn hả? Em đợi bạn cố vấn em đánh giá và loại thôi. Chúng ta cần thêm chút xíu thông tin đến từ hai vị chủ nhà. Anh Hoàng Phi ơi. Vâng, hoa lê là một cái loài hoa màu trắng xuất hiện vào tháng 3. Thật ra trong 6 vùng này thì vùng nào hình như cũng có khả năng có hoa lê hết. Bởi vì đây là những cái vùng lạnh của phía Bắc. Và hoa lê thường mọc ở cái xứ đó. Nhưng mà anh chỉ mới được đi có 3 nơi thôi. Đó là Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang. Thì anh chỉ có thể nói về những cái mà anh đã biết rồi. Cao Bằng thì có những cái mùa hoa rất là đặc sắc như là mùa hoa mận nè. Rồi hoa tam giác mạch. Ngoài ra thì chúng ta còn có hoa gạo và hoa lê. Và đây là 4 mùa hoa đẹp của Cao Bằng. Ví dụ như Cao Bằng mà đẹp bởi một mùa hoa thì có thể đó sẽ là con đường hoa dài nhất. Nhưng mà ở đây nó có tới 4 mùa hoa luôn. Nếu mà xét về mặt diện tích thì có vẻ như Cao Bằng sẽ bị loại. Anh đang nghiêng về Hà Giang. Bởi vì cái vẻ đẹp của cao nguyên đá là một cái vẻ đẹp rất là choáng ngợp. Em cứ tưởng tượng mình đi giữa một cái đường xung quanh là núi, nó cao lên vậy nè. Cho mình nhìn lên á, cảm giác như cái núi đá nó đang đổ ập vô người mình vậy. Chính vì cái cảm giác choáng ngợp đó, cho nên khi chúng ta thấy một cái đường hoa, nó sẽ giải trí, nó sẽ làm cái đầu chúng ta nhẹ hơn, giảm stress cực kỳ luôn. Nó đẹp và người ta sẽ dừng lại để ngắm nhìn cái vẻ đẹp của cái hoa đó. Và ngoài ra khi dừng lại chúng ta sẽ được ngắm cái vẻ đẹp của cao nguyên đá một cách tỉ mỉ nhất. Anh đang dành cái phần trăm cao dành cho Hà Giang vì cái sự đặc sắc của nó. Còn về Lạng Sơn. Lạng Sơn thì có vịt ngon. Cái gì vậy? Vịt quay lá mặt mập Lạng Sơn là anh đói bụng quá anh Phi à. Hả? Đói bụng quá anh Phi à. Không, từ từ, có nghĩa là về cái đẹp thì nó còn cái ẩm thực nữa mọi người. Và anh nhớ là có một lần anh tới Lạng Sơn lúc mà ngồi ăn vịt á thì có nhìn hoa, tại đợt ở đi là vào dịp Tết. Cái hoa lê nó mới bắt đầu nở thôi, nhưng mà nó cũng đã rất đẹp rồi. Nhưng mà mình không biết là khi nó nở rộ vào cái thời điểm đẹp nhất trong năm của nó là giữa tháng 3 thì nó còn xuất sắc như thế nào và nó còn dài tới đâu nữa. Tại vì lúc anh tới có cái chỗ nó nở rồi xong có cái chỗ nó chưa nở, nó còn màu xanh rồi xong rồi nó lại nở tiếp thì mình thấy nó hơi lác đác, cho nên mình không dám chắc chắn là nó là cái nơi có cái tuyến đường hoa dài nhất hay không. Cho nên anh nghĩ là anh sẽ dành cho Lạng Sơn 80% thôi. Còn Hà Giang sẽ là 85%. Đó là hai cái đáp án mà anh cảm thấy là anh tin tưởng nhất. Chúng ta có rất là nhiều những cái câu trả lời được chia xác suất ra phải không nào? Vì vậy hãy cố gắng bình tĩnh nha. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cái chia sẻ. Chắc chắn là sẽ cũng có rất là nhiều giá trị đến từ Lê Lộc à. Dạ, theo như mà Lê Lộc biết á, thì ở Lai Châu đặc trưng là hoa ban. Nhưng mà nếu mà ở câu hỏi này tuyến đường hoa lê dài nhất, nếu có chăng hoa lê thì chắc cũng không bằng hoa ban. Nên thành ra Lê Lộc sẽ tạm gác lại đáp án D là Lai Châu sang một bên. Lê Lộc muốn nói đến Lào Cai. Bởi vì cách đây 2 năm thì Lê Lộc được đi lên Sapa, mà đi bằng tuyến đường là phải từ Hà Nội ra Lào Cai để bắt tàu lửa lên Sapa. Thì mình được ghé Lào Cai mình chơi. Thì ở đó Lê Lộc rất là ngạc nhiên bởi vì mình biết được hoa lê. Mà thường thì Lê Lộc chỉ thấy là mọc ở trong vườn nhà hoặc là trên những cái sườn đồi thôi. Chứ còn mà thấy một cái tuyến đường dài hoa lê thì mình chưa thấy, hay là có mà mình chưa đến thì không biết. Nhưng mà ở đó thì Lê Lộc cũng có hỏi thăm, tại vì thấy cái hoa nó quá lạ thì mấy cô mấy chú ở đó mới nói là ở đây là đặc trưng là hoa lê. Nhưng mà nếu mà muốn tìm hoa lê nhiều là phải về Tuyên Quang, và người ta nói là cả rừng hoa lê luôn á. Thì nếu câu hỏi này là cái đường hoa lê thì nó có phải là liên quan tới cái rừng hoa lê không? Nên là tỷ lệ phần trăm Lê Lộc sẽ dành cho Lào Cai là khoảng 85%, Tuyên Quang thì khoảng tầm 88%. Các bạn ơi, kỹ lưỡng ở câu cuối cùng, vì đây là câu quyết định đội nào sẽ là đội chiến thắng chung cuộc với 32 triệu đồng. 10 giây dành cho cả hai đội để đưa ra đáp án cuối cùng. Giờ và để xem hai đội chơi của chúng ta, các bạn đã lựa chọn đáp án gì ạ? Xin mời. Anh đang nghiêng về Hà Giang. Nó đẹp và người ta sẽ dừng lại để ngắm nhìn cái vẻ đẹp của cái hoa đó. Và ngoài ra khi dừng lại chúng ta sẽ được ngắm cái vẻ đẹp của cao nguyên đá một cách
tỉ mỉ nhất. Nếu mà muốn tìm hoa lê nhiều là phải về Tuyên Quang. Và người ta nói là cả rừng hoa lê luôn á. Wow. E và E, cả hai đều lựa chọn đáp án đó chính là Tuyên Quang. Và lần này, cô gái ơi, cô gái Tuyên Quang ơi, các bạn lựa chọn mình rồi, mình cảm thấy như thế nào nào? Thật sự là chưa có đi đến Tuyên Quang. Hồi nãy có chia sẻ rồi mà. Cái cô kia nói đúng không? Cô đó ở Lào Cai. Ừ. Cô đó ở Lào Cai mà. Cô nói Tuyên Quang. Cô nói ở hoa lê ở Tuyên Quang. Rồi ai đến Tuyên Quang? Rồi. Ai đến Tuyên Quang? Ai đến Tuyên Quang? Cổ. Ủa? Trời ơi, tại sao mọi người có thể tin một cái người mà có cái lập luận và cái trí nhớ như vậy? Trời ơi. Thôi, kỷ lục tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam thuộc về địa phương nào? Nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau thật chặt, pháo bông lên thiệt cao. E, Tuyên Quang là đáp án. Và đó là người dẫn đường Lê Lộc. Kẻ gây rối đó chính là diễn viên Hoàng Phi. Con đường hoa lê dài nhất Việt Nam nằm tại xã Hồng Thái, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Tuyến đường này có chiều dài là 5 km. Và sau câu này xin được chúc mừng mỗi đội nhận về cho mình thêm 16 triệu đồng. Sau 5 câu tất cả, xin được chúc mừng đội Mãi Cháy. Các bạn mang về được 28 triệu đồng. Và đội Mãi Thắng đã rất là xuất sắc với cái tên của mình, cái nguồn năng lượng của mình, giữ vững phong độ qua mỗi câu. 34 triệu đồng. Wow. Yeah, ngày hôm nay chúng ta đã có một cái cuộc chơi phải nói rất là vui. Sau cái chương trình ngày hôm nay thì đầu tiên là đội Mãi Cháy. Các em cảm thấy như thế nào? Dạ hôm nay thì em biết được là em sẽ bớt đi những người bạn nào. Dạ nói chung là em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Phi, chị Lộc, anh Bảo đã hỗ trợ tụi em trong suốt cái chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tụi em rất là nhiều. Còn đội Mãi Thắng, chúng ta đã đạt được mục đích rồi. Đó chính là chúng ta mang về chiến thắng trong ngày hôm nay. Thì nói chung là ngay từ đầu em vô em đã nói cái tên rồi, là Mãi Thắng thôi. Chơi hơn á, hơn là không có chữ thôi á. Hồi nãy mà lấy tên Mãi Thắng thôi là nó thôi thiệt á. Chơi vui vui thôi chứ mà ai về thắng thiệt. Thắng thì thiệt em đó. Cũng cảm ơn anh Phi, chị Lộc và anh Bảo đã giúp em có được 32 triệu này. 34. 34 hả? 34 triệu lận. 34 triệu. Đúng rồi. Em cảm ơn, em cảm ơn nhiều. Bé mừng, em cảm ơn nhiều. Anh Phi ơi, hôm nay mình có cú hat-trick nhưng mà mọi người không nhớ lắm. Đâu, anh bốn luôn. Anh bốn luôn. Bốn ví dụ của ngày hôm nay. Và anh cảm thấy như thế nào về cái vai trò của mình ạ? Và các bạn đội chơi. Anh định sai một hai câu cho vui. Đâu có ngờ là bên biên tập cho anh sai đậm sâu vậy đâu. Đậm sâu. Sai mà ngại luôn á. Dạ, dễ thương ạ. Nhưng thưa quý vị và các bạn, đó chính là nhiệm vụ của hai vị chủ nhà của chúng ta. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với chương trình Tỷ Lệ May Mắn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Wow.